Ông đó, tôi nói thì ông biểu tôi nói nhiều, mà không nói thì đâu có được. Tôi nói là có ích cho cái nhà này, có ích cho ông chứ đâu phải tôi nói không chơi đâu. Suốt ngày cứ mở miệng ra, mở mắt ra là bắt tôi nói à. Mà nói có sung sướng gì đâu. Rác của họng muốn chết đây nè. Ông ngồi yên đó nghe, tôi uống miếng nước nè. Khổ ghê nơi. À. Vậy mà sao từ trước đến giờ mình không nghĩ ra cái chiêu này? Mỗi lần ở càng nhà đút bông vô lỗ tai, yên lặng bao trùm, khỏi nghe tiếng bả. Quá đã.